Lê Thái Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Xin chào Lê Thái. Dạ vâng Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em gửi lời chào đến chị Ngọc Lan. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 11. Và wow. chúng ta thật sự bước vào à, cái bắt đầu cái giai đoạn gọi là mùa lễ hội. Thường á là sau ngày à, Halloween 31 tháng 10 bước qua tháng 11 là người ta bắt đầu các cái tiệm bán hàng họ sẽ đo lường xem là cái sức mua của người tiêu thụ năm nay như thế nào. Đây là cái đợt mà bán hàng gọi là khủng khiếp nhất của năm. Bắt đầu từ tháng 11 chúng ta sẽ có là Thanksgiving rồi sau đó là đến Giáng sinh rồi năm mới. Đó, nó có rất là nhiều đối với Việt Nam để chuẩn bị lại là Tết âm lịch nữa. Cho nên đây là một cái mùa mà người ta ai mà chuẩn bị có tiền trong túi á, là bắt đầu dốc tiền ra mua đồ sale. Rồi nhiều người nhiều khi chưa thấy thật sự cần những cái món đồ mà mình muốn mua. Nhưng mà thấy cứ lên trên các cái website, lên Facebook thấy người này người kia giới thiệu quá trời đồ. À, này là giảm giá giảm giá 70 phần trăm 80 phần trăm đôi khi mà thấy rằng là chưa thật cần nhưng mà <laughs> thấy là rẻ quá cho nên cũng phải bỏ tiền ra mua à, sáng nay vô thì thấy, thấy Lê Thái hơi sụp sụp xịt là mùa bắt đầu mùa lạnh đến rồi cảm cúm nhưng mà Lê Thái là có chích ngừa cúm không dạ có em chích ngừa cúm rồi chích ngừa covid luôn rồi có nghĩa mà... là, em rất là kỹ giỏi đó. giỏi, giỏi. <laughs> rồi những đứa nhỏ ở nhà lê thái khi mà sanh ra có chích ngừa đầy đủ những cái chích ngừa sởi ngừa uống ván ờ uh, sốt bại liệt vân vân những cái mà người ta yêu cầu không Chà, cái đó là chắc chắn là phải có rồi tại vì ừ. trong có thể chích ngừa mấy em đến trường mấy bé đến trường là phải đầy đủ hết những bộ chích nhưng mà sau này khi mà mấy bé qua có tổ chích ngừa nhiều đó ừ. thì em thấy là uh, cúm hay nọ thì thấy hình như là phụ huynh thì nọ hơi có lẽ vẻ hơi sao nhãn trong vấn đề mà người ta người ta chích ngừa những cái bệnh sau này cho bé đó mùa cúm đã đến nhiều người trong thời gian qua có bị sụp xịt rồi bị cúm ừ. nhiều nhưng mà một cái điều mà bên trung tâm phòng ngừa dịch bệnh á họ báo cáo cho thấy là liên tục trong những năm qua cái tình trạng mà chích ngừa chích ngừa vaccine các loại luôn không phải là chỉ có ngừa covid 19 ngừa cúm mà cả đến chuyện mà chích những cái loại mà thời đó con nít sanh ra là mình nghĩ là bắt buộc phải chích ngừa đó nó đều giảm hết mà giảm một cách đáng lo ngại À, theo như cái báo cáo cho thấy đó là à, trong cái cuộc khảo sát gần đây đến một nửa số người Mỹ là không không hề có trong đầu họ cái chuyện là sẽ chích ngừa vaccine COVID-19 nữa. Rồi những người mà chích ngừa mà cúm theo mùa đó, trước đây họ cũng xôn xao ở à, đến mùa phải đi chích. Tự dưng bây giờ trong một cái do cái ảnh hưởng từ cái tâm lý, cái dụ mà COVID-19, cái sau đó nhiều người cái sao nhãn luôn cũng không muốn đi chích ngừa và hiện bây giờ người ta cho biết rằng á hầu hết các tiểu bang ở trên toàn à, Hoa Kỳ không đạt được mục tiêu của liên bang về cái việc mà chích ngừa cho trẻ em thì đây là một điều rất là đáng lo ngại à, khi mà người ta đưa ra cái một những cái cái bảng mà thống kê như thế này để thấy á là từ nhiều năm qua họ nghĩ rằng cái lúc mà người ta tìm ra được những cái loại chích ngừa ngừa uống ván ngừa bệnh sởi vân vân thì sau đó là những cái đó nó đã mình nghĩ là nó nó đã hết luôn ở Hoa Kỳ rồi. Nhưng mà những năm gần đây thì họ thấy rằng những cái trường hợp mà trẻ em bắt đầu bị mắc những cái ca mà bệnh sởi hay là sốt bại liệt xuất hiện trở lại ở Hoa Kỳ. Bởi vì cái lý do là phụ huynh có nhiều người không có muốn con em mình chích ngừa và cái số đó càng ngày càng nhiều. Như Lê Thái nói là khi vào cho con em vào trường học á thì sẽ có những cái cái phiếu chích ngừa nhưng mà thật sự càng lúc có những nơi người ta sẽ lấy những cái lý do ví dụ như về sức khỏe về tôn giáo họ không cho phép con họ chích ngừa thì bây giờ cái thống kê cho thấy mà cái số đó càng tăng ví dụ như ở đây là tiểu bang Arizona thì có số lượng mà phụ huynh lên tiếng là không đồng ý cho con họ chích ngừa gì đó đó là 7.4% California lại là rất là ít, nó chỉ có 0.2% thôi. Nhưng mà có nhiều tiểu bang thì nó lên đến cả 8% hoặc là nhiều hơn. 4%, 5%, ví dụ như Utah là 8.1%. Thì đây là càng ngày người ta thấy rằng cái số lượng mà phụ huynh không muốn cho con em mình chích ngừa đó, nó tăng. Thì cái đây là điều người ta cảm thấy là lo ngại. Bởi vì cái mục tiêu hiện bây giờ, họ nói rằng trên thực tế chỉ có 11 tiểu bang là đạt được cái mục tiêu của liên bang là chích ngừa đầy đủ cho con nít mà chích ngừa đầy đủ tức là được 95% là đã cảm thấy đầy đủ rồi trừ ra những cái số mà về họ lấy lý do tôn giáo, lý do về sức khỏe cho nên họ không chích á ờ, trong đó là chích ngừa sởi nè, quay bị nè, đó là những cái cái uống ván, bạch hầu vân vân. Rồi ngoài cái chuyện mà con nít không được chích ngừa ra thì bây giờ đến người lớn khi mà một cái thống kê cho thấy á, Hiện bây giờ họ hỏi hơn 200.000 người thì trong số đó nói là chưa đến một nửa người Mỹ đã có nghĩ đến cái chuyện mà mình sẽ chích ngừa uh, cúm hoặc là chích ngừa COVID-19. Có nghĩa là cái những cái con số này càng ngày làm cho người ta càng cảm thấy là lo ngại do những cái thông tin nó không có chính xác. Rồi nhất là từ cái lúc mà COVID-19 rồi nhiều người lại nghĩ rằng là cái vaccine COVID-19 lúc đó là đã được chế tạo ra uh, không có... Uh, có kỹ lưỡng rồi có người thì nói là nó cài những cái con chip ở trong đó để chích vào trong người vân vân mà cái niềm tin của nhiều người vào cái chuyện đó nó lại tăng nữa mới ghê gớm họ nói nếu như không có vaccine thì trong cái dịch covid 19 đó cái số lượng người chết đã như thế nào rồi nhưng mà hình như là à, bởi vì nói cái cái niềm tin á đôi khi nó nó rất là lạ lùng người ta sẽ không có thể nào mà lấy ra được cái trình độ học vấn cái hiểu biết của người đó để nói về cái niềm tin mà nó nó lạ lùng như vậy hết họ muốn nghĩ nó đúng là nó đúng mà nó không đúng là tự nhiên không có gì lai like chuyển được thì đó là những cái con số mà đáng báo động để họ thấy rằng là cái tình trạng mà không chích ngừa thì nó sẽ đưa đến chết chóc nhiều hơn và bệnh tật nhiều hơn ờ, đồng quan điểm với chị Lan khi mà em thấy rằng là cái chuyện mà về cái trình độ văn hóa ấy, hay là về cái uh, gọi là cái hiểu biết của người ta nó không nói lên được tất cả những gì mà người ta hành động có nghĩa là nhiều người người ta rất là có trình độ trong vấn đề văn hóa nhưng mà người ta suy nghĩ một số vấn đề ví dụ như về thuốc chích người đi thì người ta lại suy nghĩ khác so với những cái người uh, bình thường người ta suy nghĩ giống như là sợ này sợ kia ờ uh, quy cho cùng thì uh... Đến mùa cúm rồi thì quý vị cũng nên cho con em chúng ta chích ngừa và bản thân mình cũng nên chích ngừa cúm với lại uh, những cái bệnh như là COVID-19 để mà ngăn ngừa thôi thưa quý vị. Tại vì nếu như mà chúng ta không chích đến chừng mới tấn công rồi chúng ta hối hận cũng không kịp. Uh, quay đến một vấn đề về khí hậu của California thì uh, đây là một trong những cái uh, vấn đề mà hầu như là cũng có một cái số đông khán giả người ta cũng rất là quan tâm khi mà mùa đông California đến gần ở nhiều người người ta đặt cái mục tiêu là mỗi năm hay dẫn gia đình hay là con em đi đến như thí dụ như là Big Bear hay là Lake Elsinore hay là những chỗ Lake Arrowhead để mà chơi trực tuyết đi đây đi đó thì cái chuyện mà thời tiết và biến động khí hậu ví dụ như là mưa nhiều hay là những bão tuyết đó thì nó sẽ gây ảnh hưởng cản trở rất là nhiều cho những cái dự định kế hoạch của một cái gia đình trong những cái chuyến đi nghỉ vào mùa đông thì năm nay theo như mà cơ quan khí tượng cục quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Hoa Kỳ công bố thì cái triển vọng mùa đông của Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 10 với trung tâm dự báo khí hậu dự đoán là một cái kiểu thời tiết là La Nina đang phát triển dần dần để mà nó định hình lại các điều kiện mùa đông ở trên khắp cả đất nước bao gồm cả tiểu bang California. Uh, theo ông giám đốc chi nhánh dự báo hoạt động tại trung tâm dự báo khí hậu thưa quý vị thì ông nói rằng là mùa đông năm nay uh, một cái gọi là cái thời tiết mà là Nina mới nổi lên sẽ ảnh hưởng đến cái kiểu thời tiết sắp tới đặc biệt và là về cái lượng mưa từ tháng 12 cho đến tháng 2 của năm nay. Và theo dự báo là mùa đông, uh, theo dự báo của cơ, cơ quan mà dự báo cơ quan trung tâm dự báo khí hậu toàn quốc gia đó, thì họ nói rằng là điều kiện ẩm ướt hơn mức trung bình trên khắp miền Bắc của đất nước sẽ có. Nhưng riêng khu vực phía Nam, có nghĩa là miền Nam California của mình, bao gồm một số vùng ở California, thì có thể trải qua cái điều kiện khô hơn mức trung bình bình thường của mọi năm. Và khi mà chúng ta nghe đến khô hơn mức trung bình thì có nghĩa là sẽ là cái phần mà mưa nó sẽ giảm đi so với mức trung bình của hàng năm. À, California có thể là khoảng là 30% khả năng nhiệt độ mùa đông sẽ ấm hơn mức trung bình và năm nay sẽ lượng mưa cũng sẽ giảm hơn so với cùng giai đoạn của năm năm ngoái. À, chính vì vậy thì mùa đông năm nay chắc chắn rằng lượng mưa nó sẽ giảm đi thành ra à, quý vị nào muốn cho con em đi trượt tuyết á hay là chơi tuyết á, thì cái chuyện mà mưa vào mùa đông nó sẽ giảm đi sẽ ít như có những cái trường hợp là à, bão mùa đông nhưng song song đó thì chúng ta sẽ chứng kiến cái cảnh hạn hán vào đầu mùa xuân năm sau, có nghĩa là vào bắt đầu tháng 4 tháng 5 thì theo cơ quan dự báo về thời tiết quốc gia thì họ nói rằng là mùa à, sang năm sau năm 2025 thì có thể chúng ta sẽ chứng kiến cái tình trạng là khô hạn hơn, hạn hán hơn so với những cái năm 2-3 năm vừa qua. Nghe đến tình trạng khô hạn thấy sợ quá nhưng mà không không muốn là nó kéo dài giống như là có một thời gian người ta nhìn mưa ở Cali mà họ phải làm những cái phim để thấy ủa cái gì đây thấy lạ quá người ta không có biết. Xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của leader Sài Gòn TV Thưa quý vị, à, bên à, biện lý quận à, Ventura đã ra thông báo hôm ngày hôm qua thứ Năm cho biết là có hai thành viên ở một băng đảng ở miền Nam California đã bị kết án tù về tội cướp có vũ trang nhắm vào nạn nhân là người lớn tuổi tại một trong trung tâm thương mại ở Ventura. À, thì cái sự việc này á, là nó xảy ra vào tháng 6, ngày 27 tháng 6 ở trong đó có hai tên là Corey Thomas 18 tuổi và một tên là Jonathan Requiro, cũng 18 tuổi. Hai tên này cùng với lại ba người nữa dưới 18 tuổi cho nên ba người kia không có được nhắc tên cũng như là không có được không có thấy là nêu ra cái tuổi gì ở trong này hết, chỉ có hai tên này là trên 18 tuổi. Năm tên chất nhau trên một cái xe lái từ Los Angeles đến trung tâm thương mại The Oaks ở Thousand Rocks. thì khi mà đến đó họ nó dừng lại ở trước một cái cửa hàng Macy's thì cái cảnh mà cái cái video camera an ninh ở đó quay cho thấy đó là những tên này đã tấn công vào một cái cặp vợ chồng lớn tuổi. À, nó lột cái đồng hồ Rolex từ cái người đàn ông rồi xong rồi nó lấy cái uh, cái cái bóp rồi điện thoại cùng với lại đầy đủ đồ ở trong đó hết của người phụ nữ. Rồi hai nạn nhân đó cũng đều bị những cái tên này nó họ chỉ mô tả là bị thương rất là nặng sau cái vụ tấn công đó. Thì khi mà cảnh sát uh, tại vì ngay ở trong đó mê thì chắc có là nhiều người người ta nhìn thấy người thiện gọi 911 liền thì lúc cảnh sát tới thì những tên này đã bỏ cùng nhau là bỏ chạy trên chiếc xe có nghĩa là cảnh sát bóng kèn nó rượt đuổi trên một cái quãng rất là dài đến cái lúc mà trên lến freeway 101 thì cái người mà lái xe cũng không có mô tả ở đây cái người lái xe là người nào hết chỉ biết rằng là trên xe đó là có 5 người thì hai tên này trên 18 tuổi còn ba người kia thì dưới 18 tuổi thì nói người lái xe nó dừng lại thì ba trong bốn tên còn lại nó nhảy xuống xe bắt đầu nó chạy bộ nó chạy bộ nhưng mà cuối cùng à, trong cái lúc chạy á, thì nó lại ném một cái cái khẩu súng mà đã có lên đạn sẵn rồi ném ra cửa sổ thì lúc đó cảnh sát rượt theo thì cuối cùng bắt được thì sau khi mà bắt được điều tra thì hai tên này bị kết án tù mỗi một tên như vậy á là bị là hai năm tù giam à, cộng với lại những cái bồi thường rồi những cái sau đó là phải có thời gian để probation có nghĩa là quản chế vân vân còn những cái người mà dưới 18 tuổi thì không có được nhắc đến. Thì đây là một cái cái tin mà mừng là nếu như mà ai mà cũng mà được lúc đó bị cướp mà có cảnh sát xuất hiện đầy đủ á, thì hy vọng là là sẽ bắt được hết bọn chúng. À, những cái đồ mà cướp đó thì được trả lại cho hai nạn nhân nhưng mà hai người nạn nhân thì cũng bị thương rất là nặng. Dạ vâng. Uh, chưa bao giờ mà Hoa Kỳ chúng ta chứng kiến một cái tình trạng mà cướp bóc, cướp giật, rồi cướp ngân hàng cộng với lại tấn công những cái người uh, đi người đi đường cũng như là người dân đột nhập vào trong nhà để mà cướp của như vậy đây là một trong những cái tình trạng báo đáng báo động khi mà chúng ta thấy rằng uh, tội phạm ngày càng gia tăng ở California nói riêng cũng như là toàn Hoa Kỳ nói chung vừa qua thưa quý vị thì có một cái nhóm người nhập cư bất hợp pháp từ Nam Mỹ cũng đã bị bồi thẩm đoàn liên bang À, bộ thẩm đoàn đã truy tố những cái người này vì những cái cáo buộc là sử dụng những cái đồ gọi là những cái đồ rất là thiết bị tối tân hoặc là những cái thiết bị mà liên quan đến là công trắc tờ trắc sình đó để mà à, có thể là tấn công vào nhà người dân hoặc là những cái ngân hàng trên khắp toàn nước Mỹ chứ không phải riêng một cái tiểu bang California và cái nhóm người này thưa quý vị đã sử dụng những cái đồ như là à, đèn kho, máy gây nhiễu loạn à, à, cái sóng điện thoại rồi cùng với những cái chiến thuật tinh vi khác thì dùng nhiều cái chiến thuật đó để mà cướp những cái ngân hàng trên nhiều tiểu bang với số tiền mặt lên đến hơn 4 triệu Mỹ Kim trong suốt thời gian qua. À, cái nhóm người này bao gồm chủ yếu là công công dân, người ở Chile, nhắm vào mục tiêu hơn 29 ngân hàng và các à, các ngân hàng nhỏ lẻ khác, những cái ATM ở trên khắp California, rồi Oregon và Washington từ tháng 5 vừa qua cho đến tháng 10 năm 2024 và chỉ khoảng chừng là 5 tháng thôi nhưng mà đã cướp hơn 6 triệu Mỹ kim rồi. Và theo tài liệu của tòa án á, thì cái nhóm người này á lập một cái bản đồ. À, trong cái hệ thống mà cái nhóm người cướp này thưa quý vị thì nó lập những cái là bản đồ những cái máy ATM nào ở những cái vị trí nào mà dễ tấn công nhất. Sau đó thì những cái tên này đã thuê các cái khu nhà hay là khu đất những cái nhà để gần ở đó để mà ở và nghỉ dưỡng ngắn hạn ở đó xong rồi sử dụng những cái chiếc xe mà họ thuê thuê ở trên chợ đen trong cái này gọi là blacklist có nghĩa là thuê mà gọi là thuê không phải cần dùng cái giấy tờ tùy thân của mình để mà thuê những chiếc xe đó rồi các viên chức người ta cũng cho biết là chính trong số 11 cá nhân bị buộc tội đã bị bắt vào trong ngày um, trong tuần trước và hai người nữa cũng mới vừa bị bắt tại tiểu bang Washington vào ngày 30 tháng 10 vừa qua tức là ngày hôm qua trong một cái vụ việc mà À, công thủ viên cho biết rằng là những tên này đã bị cáo buộc do thám rất là nhiều những cái doanh nghiệp bên cạnh những cái ngân hàng như là Wells Fargo ở Modesto, California đột nhập vào ban đêm và khoét một cái lỗ ở trên tường, xong sau rồi mấy tên này là tiếp cận những cái máy ATM ở trong ngân hàng đó rồi cướp những cái máy ATM đó rồi đi ra à, những cái hình ảnh như là những cái tên này thưa quý vị nó mặc đồ công dân xây dựng có đội mũ đội đeo khẩu trang phẫu thuật mặc áo vest rất là an toàn và có khả năng phản quang cao để mà tránh cái sự mà uh, gọi là theo dõi của mấy mấy cái camera ở trong ngân hàng và những cái tên cướp này thường là tấn công một ngân hàng ở ở uh, Fall River Mill ở California và đây tài đây là một trong những cái ngân hàng rất là dễ cướp uh, không biết là điều kiện như thế nào khi mà những cái tên này nó lập một cái bản đồ lên xong rồi nó xem là uh, những cái vị trí ATM nào dễ cướp nhất thì nó đưa vào trong cái danh sách của chúng, chúng nó để mà nó cướp Uh, nhiều nhiều cái vụ cướp nó đã diễn ra trong suốt thời gian qua ở nhiều cái tiểu bang như là California, rồi Oregon rồi Washington. Riêng đó thì những cái máy ATM ở khắp quận ở phía đông của California bao gồm là ở Modesto, rồi Fresno, ở uh, Auburn, Merced, Clovis, Rock uh, Roseville, Rocklin, Yuba City và Fall River Mill cũng nằm ở trong cái tầm ngắm của những cái tên này khi mà lực lượng cảnh sát liên bang người ta điều tra thì người ta thấy là nguyên một cái sơ đồ kế hoạch của nó là à, nó sẽ cướp 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 ở những cái ATM đó ở khắp những cái khu vực ở California cộng với lại hơn 27 cho đến 29 tiểu bang trên khắp toàn nước Mỹ và nếu như mà bị buộc tội thì những cái tên cướp vừa Mỹ mới bị bắt theo quyền tổng cộng là 11 tên có thể là sẽ bị kết án từ 20 năm tù trở lên và có thể là thêm 10 năm tù nữa vì cái tội là âm mưu cướp ngân hàng và đây là một trong những cái điều đáng báo động chúng ta hy vọng rằng sau cái kỳ mà bầu tổng thống vào những ngày sắp tới thì chúng ta sẽ chọn ra được một cái vị tổng thống nào đó mà có thể là giải quyết được cái tình trạng mà tội phạm đang gia tăng rất là nhiều ở trên toàn nước Mỹ à, thưa quý vị liên quan đến một tin nữa đó là chúng ta thấy là những cái chuyện mà trong gia đình có những cái xung đột dẫn đến những cái vụ tấn công thì ở Mỹ này nó cũng có những cái chuyện đó rất, rất là ghê gớm ngày hôm thứ tư thì một người đàn ông ở dressline thuộc san Bernardino đã bị cáo buộc bị bắt với cái cáo buộc là cái ông này đã tấn công anh trai của mình bằng búa và cái cây gọi là cái cây cái cây, cái cây vuông cái gỗ vuông á cây gỗ vuông như vậy bị cảnh rồi xong rồi sau đó lại cố thủ ở trên tầng 3 của ngôi nhà và đe dọa là sẽ đốt nhà nếu như mà ai bước lên trên đó thì lúc mà cảnh sát tới nơi thì thấy cái người đàn ông này á, ông này tên là Clifton William mươi 45 tuổi. Ông người anh trai chỉ cho biết là ông cãi nhau với người anh trai về cái chuyện cell phone, về cái chuyện chăm sóc người mẹ già vân vân rồi sau đó là tấn công người anh, tấn công người anh xong thì ông ta cố thủ ở trên ở trên lầu, xong rồi không cho ai lên. Tiếp đó đó là ông ta dùng cái không cái chất gì ông ta đổ xuống ở dưới nhà dưới. Thì lúc đó người anh trai cùng với lại người mẹ thì được đưa ra ngoài hết còn cảnh sát thì ở trong nhà đó yêu cầu là cái người cái người đàn ông đó xuống còn ông ta thì cố thủ ông ta nói nếu mà ai bước vô ông ta sẽ đốt luôn châm lửa thì cái ngôi nhà nó sẽ cháy rồi phải 4 giờ đồng hồ 4 tiếng đồng hồ à, trong lúc mà người anh trai với người mẹ thì đang điều trị ở bệnh viện thì cảnh sát đó phải ở đó làm cái công việc là thuyết phục thuyết phục làm sao cho cái ông này ổng bình tĩnh lại ổng không gây ra thiệt hại gì bởi vì chỉ cần cái người ở đông trong cái tình trạng mà quá khích như vậy mà cảnh sát tấn công vô thì nếu mà ổng châm cái lửa thì cái ngôi nhà sẽ bừng lên thì ông ta cũng có thể là bị chết bị thương cho nên cảnh sát phải cố gắng thuyết phục từ từ đến khi mà ông ta kêu như là à, chấp nhận sẽ phải đầu hàng thì lúc đó cảnh sát mới bắt đầu mở cửa đưa ông ta xuống và cũng đưa ông ta vào bệnh viện trước để xem là cái đầu óc ông ta có cái gì hay không thì cảnh sát cũng yêu cầu là ai có thêm những cái thông tin liên quan đến sự việc này ở trong cái gia đình này thì có thể là báo thêm cho cảnh sát để mà họ có thêm những cái chi tiết để họ điều tra bởi vì người đàn ông này thì quá ghê gớm không biết là ngoài anh trai rồi mẹ của ông ở trong nhà thì còn ai bị ảnh hưởng nữa hay không thì đó là có những cái chuyện như vậy à, xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Lý Đô Sài Gòn TV. Thưa quý vị, người ta nói rằng sống ở Mỹ mà không thiếu nợ thì không phải là người Mỹ. Thì cái điều đó có lẽ đúng. Cái thống kê của Landing Tree cho thấy những người sống tại 50 thành phố đông nhân nhất của Hoa Kỳ thì những người đó có cái nợ không thế chấp nha. Nợ không thế chấp có nghĩa là gì? Không phải là cái những cái nợ ví dụ như là mua nhà gọi là nợ có thế chấp mình phải có cái cái nhà đó rồi mình mới mượn nợ, nợ không thế chấp có thể kể ví dụ như là nợ mua xe hay nợ tiền đi học thì đó là những cái loại là gọi là nợ không thế chấp á. Trung bình á trong 50 thành phố lớn nhất này mỗi người nợ khoảng 38.000 đô la. Đó là cái mức trung bình. Dĩ nhiên có những thành phố lớn nhưng mà cái số nợ trung bình của mỗi người sẽ thấp hơn và có người ở những nơi thì nó sẽ cao hơn. Nghe như vậy thì quý vị sẽ thấy là giật mình thành ra là ở trong này mà ai nói rằng là tôi không nợ đồng nào hết trơn là thấy là quý vị là thuộc loại là à, đó. <laughs> nhưng mà người việt nam mình thì hình như là như vậy tại vì uh, xài tiền mặt không à không có muốn nợ thì uh, như đã nói họ khi mà nói rằng là cái nợ không thế chấp đó là không phải là cái nợ lớn như mua nhà mà nợ là tiền mua xe nè hay làm nợ trong đó nợ mua xe là nhiều nhất nợ thẻ tín dụng đó nợ thẻ tín dụng mà nói là uh, ví dụ 100 người thì bao nhiêu người không xài credit card, thường cái xài cái đó là nó nó để nó build up cái điểm của mình để khi nào mà mình đi mua những cái đồ gì đó thì cái tiền lời nó sẽ được tính nó nó tốt hơn. Thì mình sẽ xài cái thẻ đó trước rồi đến cuối tháng là mình sẽ trả thì cái đó cũng tính là nợ mà có người thì có thể nợ một tháng như vậy là vài trăm đô la nhưng mà có người thì có thể nợ đến cả chục ngàn đô la trở lên thì người ta cứ tính trung bình ở đây á một người một năm như vậy nợ khoảng cái số như thế, nó sẽ dao động à tùy theo cái mức mà nói là là 38.000 đô la đó là đối với những gia đình có thu nhập là 75.000 đô la, có nghĩa là cái mức nợ của họ là nó gần mính một nửa cái số thu nhập rồi. Thì trong ở đây khi mà họ à làm một cái báo cáo, họ xem xét qua đến hơn 200.000 người từ ngày 1 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 6 thì họ đưa đến một cái à, một cái thống kê khá là thú vị để xem coi là cư dân ở những thành phố nào là nợ nhiều nhất và ở những nơi nào mà có cái mức nợ thấp hơn trong 50 thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ. Thì một mà có lẽ đây là những khán giả nào mà đang ở Austin, Texas sẽ cảm thấy rất là buồn bởi vì đây là thành phố đô thị có nợ nhiều nhất. Cái mức nợ trung bình của mỗi cư dân ở đây là gần 46.000 đô la. 45.920 đô la cũng là ngót nghét là là nợ là nợ về cái gì như là hồi nãy Ngọc Lan nói đó nợ xe nợ tiền tín dụng nợ tiền học vân vân rồi thành phố thứ hai cũng ở Texas luôn đó là San Antonio là cũng gần gần 45.000 44.800 đô la là đối với nợ thứ ba là Houston cũng Texas luôn là 44.600 đô la thì ba cái thành phố này là đứng đầu ở trong các thành phố lớn ở trên toàn Hoa Kỳ mà nói là cái mức nợ của người ta nhiều nhất à, lý do là bởi vì sao như đã nói là phần lớn là mua xe mà những người ở những cái thành phố này ở Texas đó họ có một cái tâm lý rất là thích là họ thích lái xe của họ và lái xe là phải lái xe tải À, lái xe tải thì những cái chiếc xe đó nó đều người ta tính ở đây là những chiếc xe đó nó không hề rẻ cho nên lý do tại sao họ nợ nhiều là như vậy đó rồi họ không có thích dùng những cái phương tiện công cộng thì đó cũng là cái lý do để họ phải bỏ tiền vào để họ mua xe mua cộ rồi ở trong số này đó thì chỉ có một cái thành phố trong 10 cái thành phố mà đứng đầu mà nợ nhiều nhất có thành phố Riverside ở California cái mức nợ trung bình là 41.752 đô la thì không biết ở đây nhiều khán giả ở Riverside thấy là nếu quý vị không có nằm ở trong cái khoản nợ này thì thấy là mình cũng được đó. Rồi ở trong này cũng sẽ thấy ngoài ba thành phố đứng đầu là thuộc Texas thì ở Florida cũng nhiều nè, Orlando nè, Miami nè, Tampa cũng là nơi được xem là những người mà cư ngư dân ở đây nợ nhiều lắm, toàn là trên 40.000 đô la không thôi. Và những cái thành phố nào trong 50 thành phố mà lớn nhất đó để nợ đó thì tiểu bang California được xem là tiểu bang đắt đỏ nhưng mà lại nợ ít tức là sao giàu <laughs> chắc là giàu quá cho nên thay vì mua xe thì họ không có cần phải phải thế chấp nhiều như vậy chỉ họ mua mình chỉ có thể nói như vậy thôi ví dụ như là San Jose là xếp thứ 50 trong số 50 tiểu bang San Jose nợ ít nhất khoảng 26.700 đô la thôi tức là những cái nợ linh tinh nó nợ thẻ tín dụng À, nợ uh, tiền học, nợ tiền mua xe, họ thấp hơn những cái chỗ khác. Uh, Louisville, Kentucky thì nợ khoảng 31 ngàn, chỉ có là ở San Jose là ít nhất ở cái mức là, là dưới dưới 30 ngàn là 26 ngàn 700 thôi. Ngoài ra thì có San Francisco cũng tiểu bang California thì cái nợ trung bình là 32 ngàn. Người ta nói là ở ngay cái vùng này mà cái mức nợ như vậy thì được xem là là quá thấp rồi đó là đó là ba cái thành phố ở tiểu bang California mà nằm trong số 50 thành phố lớn của Hoa Kỳ mặc cho là những cái số nợ lớn nhất nhưng mà vẫn còn ở trong được cái mức là có nơi là nợ thấp nhất trong số những thành phố phải nợ thì nếu mà quý vị không rơi vào những cái con số nợ này đang nợ đó thì thấy là mình wow mình cũng hân hạnh lắm. Orange County không thấy ai nợ ha. Orange County không có không có trong này không được xếp vào trong 50 thành phố ở đây. Dạ yeah, vâng. À. Hết uh, ba cái thành phố ở Texas là cũng đã đứng đầu trong cái đứng danh đổ, sách này rồi. Đứng đầu. Danh có một ra. cái hình như là có một cái thứ 7, thứ bảy thứ tám là ở Dallas cũng ở Texas luôn, cũng nằm ở trong cái danh Đúng sách. Đúng rồi luôn. thứ sáu uh, cũng là ở <laughs> Dallas 4. cũng là nằm ở Texas. Có như nghĩa rồi. là Texas đứng một hai ba rồi sáu. Oh, wow. Nợ nhiều, nó mua xe nhiều nhất. Mua xe truck không thưa quý vị. Cái <laughs> uh, thưa quý vị ngày hôm qua thì. Uh, các viên chức y tế công cộng đã thông báo là có một học sinh bị mắc bệnh lao đã tiếp xúc với hàng trăm người tại một cái trường trung học ở tiểu bang Georgia, ở thành phố Georgia, Thưa quý vị, Ở à, trong bối cảnh là cái dịch bệnh mà về viêm phổi nó đang lây lan đáng báo động ở trên toàn cầu trong suốt thời gian qua. Và các viên, chế, viên chức y tế công cộng người ta đã xác định được là cái học sinh bị nhiễm bệnh tại trường trung học là Wharton ở Marita, học khu quận Cobb, Học sinh này đã mắc bệnh do vi khuẩn này đã tiếp xúc với lại khoảng là 200 những 200 học sinh khác và giảng viên giáo viên trong ở trong trường trong cái khu vực đó. Và theo các viên chức y tế công cộng ở các quận như là Cop và Dallas thì những viên chức y tế này người ta đang phải tiến hành xét nghiệm à, cái gọi là về da về cái vi khuẩn gọi là tuberculin vào ngày thứ ba và thứ tư vừa rồi và theo cái người đại diện phát ngôn viên của sở y tế công cộng địa phương thì ông nói rằng là ông từ chối nói thêm về cái cách thức hoặc là cái thời điểm mà cái học sinh này mắc bệnh lao và vẫn đang có nghĩa là thông tin bệnh nhân phải được giữ bí mật cho đến tính tới thời điểm này nhưng tính đến ngày hôm qua cuối ngày hôm qua thưa quý vị thì vẫn chưa có ai có kết quả xét nghiệm dương tính với cái virus mà bị viêm phổi này riêng khuya ngày hôm qua nếu như Lê Thái thấy nhớ, nhớ không làm thì khuya ngày hôm qua khoảng là 11 giờ thì cái thông báo là khoảng có hai người đã xét nghiệm dương tính với cái virus này uh, tại cái trường uh, trung học đó thì cái trường này thưa quý vị nó có gần đến 200 2.700 học sinh và đang có kế hoạch thông báo cho mọi người về ngày và giờ xét nghiệm tại trường này và xét nghiệm lại và những học sinh này uh, không thể xét nghiệm vào ngày thứ ba phải đến bác sĩ uh, tư để mà xét nghiệm và cung cấp À, những cái xác nhận những cái kết quả bằng văn bản cho trường. Nếu như mà họ không thể xét nghiệm tao trong một cái bệnh viện do uh, những cái cơ quan y tế hay là trường người ta chỉ định, thì có thể là xét nghiệm ở những cái cơ quan, những cái gọi là cơ quan y tế nhỏ 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 đó, xong rồi phải cầm những cái văn bản đó để xô cho trường biết là mình có bị hay không. Và theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ cho thấy rằng á, cái vi khuẩn mà Tuberculosis này, thưa quý vị, nó gây ra và lây lan rất là nhiều từ những người bị nhiễm bệnh và khi mà chúng ta ho hoặc là chúng ta hắt hơi hoặc là chúng ta nói chuyện thì những cái vi khuẩn này có thể bay trong không khí và có thể là người khác nếu như hít phải vào thì việc tiếp xúc nó thường đòi hỏi là phải trong một cái không gian nhỏ hoặc kín trong một cái thời gian dài thì cái người mà tiếp xúc với bệnh nhân đó mới có khả năng bị mắc bệnh bệnh này thường nhắm vào những cái người gọi là uh, những cái người có có hệ gọi là đề kháng cái sức đề kháng nó bị yếu và nó hít thẳng vào trong phổi mặc dù có thể ai ảnh hưởng đến não, cuộc sống và thận nhưng mà nó cũng có thể là ảnh hưởng đến những cái bộ phận khác nhau và không phải ai bị mắc cái virus này đều trở thành là bị viêm phổi. Cái này là Lê Thái Lê Thái xin nói quý vị là những cái quan chức y tế địa phương người ta nói cái căn bệnh này như vậy. Tùy theo sức đề kháng của mọi người thành ra nếu như mà chúng ta có thể chúng ta chích ngừa viêm phổi hàng năm hoặc là chúng ta có một cái sức đề kháng tốt thì khi mà chúng ta hít phải những cái virus viêm phổi này thì có thể nó sẽ là không có triệu chứng và hoặc là không có thể trở thành bệnh. À, nó khỏe hơn những người khác. Nhưng mà hiện tại thì người ta nói rằng Mỹ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu thế giới về trang thiết bị thuốc ngừa và chữa những cái bệnh viêm phổi này, điều trị cái bệnh lao rất là dễ dàng so với cục diện những cái phần lớn các nước khác ở trên toàn thế giới vì cái thiết bị y tế và cái dụng cụ y tế của Mỹ nó lúc nào cũng tối tân và vaccine cũng chích ngừa đầy đủ cho công dân của Hoa Kỳ. Quý vị giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng. Các quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Thưa quý vị, nhiều người rất là thích hàng hiệu, đặc biệt là Louis Vuitton. Đây là một cái nhãn hiệu thời trang khá là mắc tiền, khá là đắt đỏ. Một cái chiếc túi như vậy á, phải tính từ vài ngàn đô la trở lên, có khi là đến mười mấy ngàn hay là mấy chục ngàn tùy theo và có những cái túi có thể là không phải ai cũng mua được, phải là khách hàng kiểu như là thân thiết rồi khi cái túi đó ra cái số lượng giới hạn, họ sẽ email riêng cho những người khách đó mời họ đến xem vân vân. Và những cái chiếc túi này á nó lạ một cái điều nữa đó là nó sẽ không bao giờ có cái chuyện mà giảm giá. Bây giờ đến chúng ta đang mùa giảm giá, bất kỳ ở đâu cũng giảm giá nhưng mà những chiếc túi hạng hiệu này sẽ không có chuyện giảm giá. Và chưa kể là theo thời gian nhiều khi người ta xài rồi nhưng mà cái túi nó không ra nữa họ bán lại còn khi nó còn đắt hơn cái lúc mà họ mua nữa nó nó một những cái dạng như vậy đó người ta thích thì bây giờ liên quan đến những cái túi này thì ở bên nam Hàn á ở bên Hàn Quốc có một người thợ một ông này gọi là ông thợ chế tác ông tên là lee Kyung han ông chuyên môn là những người mà nhà giàu ở bên đó khi mà họ xài những cái túi này nó lâu quá rồi bắt đầu nó cũ rồi họ chán á, cái họ mang đến cho ông, thì ông mới dùng cái cái da này nè, bắt đầu ông là người thợ chế tác mà, xong ông sẽ biến nó lại thành những cái sản phẩm khác, ví dụ như những cái chiếc túi nó khác hơn, cái hình thù nó khác hơn, nó nhỏ hơn, hoặc là, nói chung là làm mới nó lại bằng dưới dạng một cái sản phẩm khác từ những cái những cái vật liệu này, thì nghe thì rất là hấp dẫn, à, cái giá tiền công của ông Ông sử dụng cái tiền công của ông tính cho từng món đồ nó được uh, quy định khoảng từ 70 đô la cho đến khoảng 500 đô la tiền công khi mà ông chế tác lại như vậy. Tuy nhiên, vào uh, năm 2022, tháng 2 năm 2022 thì ông thợ này đó đã bị hãng Louis Vuitton đập đơn kiện về cái chuyện là vi phạm bản quyền nhãn hiệu hàng hóa là do ông đã lấy những cái sản phẩm này để mà ông chế tác như vậy đó là sản phẩm không có được sự đồng ý của hãng. Thì lúc mà họ kiện như vậy đó lúc đầu thì hãng Louis Vuitton yêu cầu ông phải à, bồi thường một cái số tiền là tương đương khoảng 22.000 đô la. Tính ra tiền tiền Mỹ á, cho dễ hiểu là khoảng 22.000 đô la. Thì lúc đó thì ông ông chống án, ông nói là ông không có làm cái gì sai đó người ta chỉ đem cái túi này tới thì bây giờ ông chỉ làm lại cái hình thức khác thôi thì bây giờ làm sao mà ở phía bên mà luật sư ở bên biện hộ hay là luật sư ở phía bên mà đứng ra kiện đó phải chứng minh được rằng là ông làm như vậy là vi phạm tác quyền nếu như cái túi này người ta đem tới mà ông chỉ sửa chữa sơ sơ nhỏ nhỏ thì nó không có gì hết nhưng mà bây giờ chiếc túi này ông đem ông làm thành một cái sản phẩm khác và cái sản phẩm đó cũng được định giá là có giá trị. Với tất cả những cái nhãn hiệu phụ liệu của người ta, người ta nhìn vào người ta cũng chỉ nói nó là chiếc túi Louis Vuitton chứ không phải nói là một cái chiếc túi gì khác hết. Đó chính là vi phạm về nhãn hiệu, vi phạm về bản quyền. Cho nên ngày hôm 28 tháng 10 vừa rồi, á trong cái phiên phúc thẩm, thì kết quả không đổi mặc dù là kiện là ông phải bồi thường cái số tiền 22.000 đô la nhưng mà trong phiên tòa sơ thẩm thì bên tòa án cũng chỉ phạt ông cái mức bồi thường là 11.000 đô la thôi và trong phiên phúc thẩm 22 tháng 10 thì vẫn giữ nguyên kết quả đó không có cái thay đổi gì hết mặc dù ông cảm thấy là ông ấm ức lắm nhưng mà bên đại diện của hãng này họ nói rằng là họ muốn làm sao phải bảo vệ được tất cả những cái sản phẩm của họ không có được ai mà lấy làm lại dưới bất kỳ một cái hình thức nào hết thì đây là một cái điều để cho chúng ta thấy rằng là nhiều người xài hàng hàng giả hàng nhái nhiều lắm nhưng mà không bị khi <laughs> à, và cái chuyện mà bán đó thì gì à? những người mà người ta biết chuyện á họ bán ví dụ như nhất là Trung Quốc Hồng Kông thì họ làm nhái rất là hay thì họ sẽ buôn bán một cách cẩn thận hơn nhưng nhiều người nghĩ là không, họ cứ để ngang nhiên họ bán đến khi mà muốn người ta muốn thưa hay muốn bắt thì cái chuyện đó rất là dễ dàng. Một số cộng đồng người gốc Á của mình lại Thái không nói một cái sắc tộc nào có có thói quen là mua những cái đồ hàng nhái ở Trung Quốc, ở bên Việt Nam cũng có nữa. Thì mấy cô mấy mấy gì đó hay đem qua đây qua bằng cái đường hàng không bình thường đi đi qua bên Hoa Kỳ nè nhưng tưởng những cái đồ đó mình mua rẻ nó không người ta để ý nhưng mà khi mà cái qua cái cửa hải quan á, thì những nhân viên hải quan người ta mở rằng người ta xét, xét á, thì thấy là có những cái tấm vải tất cả đều là hàng nhái cả hàng giả cả nhưng khi mà có nhãn hiệu thí dụ như là nike hay là lv hay là gucci tất cả những cái đó đều bị xét là chúng ta buôn bán hàng giả Thành ra chúng ta nên cẩn thận khi mà quý vị sách những cái gọi là sách tay những cái hàng mà chúng ta mua rất là rẻ, vài ba trăm ngàn ở Việt Nam mà chúng ta sách qua đây. Nhiều khi chúng ta mang với hình thức à, cho vui thôi hoặc là chúng ta giả hàng nhái chẳng hạn không cần biết. Nhưng mà khi mà qua cử hải quan người ta xét được thì cái đó là chúng ta đã phạm tội. Thành ra quý vị nên nhớ là cái điều đó là nó là bất hợp pháp, nó là illegal. Uh, ngày hôm qua thì là như chúng ta đã biết Ngày 30, ngày 31 là rất là nhiều người người ta háo hức cho cái kỳ uh, Halloween Có nghĩa là tối hôm qua người ta custom, người ta hóa trang Rồi tổ chức những cái party ở trong gia đình hay bạn bè Cho vui trong cái ngày lễ đó Thì cái chuyện mà uh, chúng ta thấy là những cái nhà Hay là những người người ta hóa trang thành những cái xác chết hay xác ướp này nọ đó Thì cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường Nhưng khi mà quý vị khi mà quý vị mà thấy một cái tự nhiên một cái xác chết nó nằm ở trên một cái đường có con đường đi bộ mà ngay ngày lễ Halloween thì chắc chắn là mọi người cứ tưởng là à đó là một cái người nào đó giả dạng hay là một cái xác chết giả nó nằm ở giữa đường Walking Ross ở trên cái đường đi bộ đó thì mình nghĩ là người ta hóa trang thôi nhưng mà không thưa quý vị cái chuyện này nó xảy ra vào ngày hôm qua ở Ba Lan khiến cho một cái khu phố đông đúc người dân qua lại trên cái con đường đi bộ đó người ta phải bàng hoàng khi người ta thấy cái chuyện này nó nó kinh khủng khi mà không thể nào mà tin được nó đã xảy ra À, đó là một cái nhà quàng thưa quý vị sử dụng một cái chiếc xe tang lễ, chiếc xe tang đó lấy đem thi thể của một cái người đã khuất đến một cái nhà quàng để mà tổ chức lễ tang cho cái gia đình của người đó. thì khi mà trên đường chở cái cái xác chết này, cái xác cái tử từ cái, cái 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 người đã khuất này đi lên đến nhà quàng thì đang ở trên đường đi á thì không biết lý do tại sao cái cửa xe phía sau nó bung ra, nó làm rớt cái xác của người đó ra giữa đường luôn không phải là rớt cái hòm nha quý vị cái quách không phải rớt nguyên cái xác và nằm lăn ra giữa đường rất là nhiều người người ta chứng kiến người ta thấy người ta tưởng ở oh, đây là một cái trò đùa của một cái nhà hoàng là một cái người nào đó mướn một cái chiếc xe tan rồi để cho một cái thi thể răng lăn ra giữa đường như vậy thì nhiều người người ta cười người ta trừ cười rồi người ta quay phim người ta chụp hình người ta đưa lên nhưng thật sự thưa quý vị đó là một trong những cái gọi là cái cái cái, cái lỗi kỹ thuật mà không ai mong muốn nhà quàng đó là nhà quàng tên là Hay Funeral Services. Đây là một trong những nhà nhà quàng rất là nổi tiếng ở Ba Lan ở trong một cái thành phố ngay thủ đô ở Ba Lan. Thì khi mà cái sự việc nó xảy ra thì cái người tài xế đó mới nhìn qua cái kiến chú hậu thì người tài xế này nhìn thấy một cái xác một cái xác người ở phía sau thì ông cứ đinh ninh rằng là ông vừa mới đụng một cái người nào đó đi bộ qua đường. Ông mới hoảng hồn, ông mới stop cái xe lại mới bước xuống ông mới mới sợ quá thì đi khi mà bước tới gần thì ông mới thấy cả cái cửa của xe xe tan đó nó bị bung ra thì cái xác đó chính là cái xác của người đã khuất mà ông nhiệm vụ của ông là phải đưa cái người đó đến nhà quàng để mà người ta tổ chức tang lễ trong ngày hôm đó thì khi sự việc nó xảy ra rất là nhiều người người ta cảm giác hết hồn thưa quý vị những cái nhân viên trong đó còn với ông và một số người đi bộ ông phải nhờ những người đó bưng cái xác đó đưa vào lại trong xe và đóng cửa lại thì cái video nó lan truyền trên mạng xã hội như vậy và đến tay của những cái người mà ở trong cái gì cái, cái, cái của gia đình người đã khuất đó ừ. thì riêng cái chuyện nó xảy ra như vậy thì nhà quàng uh, head funeral services người ta đã đưa ra cái lời xin lỗi cho gia đình của uh, người đã khuất và họ nói rằng đây là một cái sự việc vô cùng đáng tiếc và họ không muốn cái sự việc này nó xảy ra như vậy Ờ, trong rất là nhiều năm qua nhà quàng này đã là một trong những cái nhà quàng làm việc rất là tốt cho cái cộng đồng người dân ở ba lan ngay thủ đô ba lan khi mà có người đã khuất á, thì người ta hay mướn những cái chiếc xe này và cái chuyện người ta thấy á, một cái chiếc xe tan đi di chuyển ở trên đường phố là một cái chuyện rất là bình thường nhưng trong ngày lễ halloween mà có một cái xác nó rớt xuống như vậy thì người ta nghĩ đó là một cái trò đùa nhưng thật sự đây là một trong những cái sự việc mà nó không đáng xảy ra thì à, hiện nay thì gia đình của những người đã khuất vẫn tiếp tục à, làm lễ tăng lễ cho cái người đã khuất của họ và cũng không có kiện tụng gì cả. Ngay cả nhà quan người ta cũng rất là cảm ơn, đưa ra cái lời xin lỗi rất là gọi là trân trọng khi mà người ta đã để để ra xảy ra cái sự việc như vậy cho gia đình của người đã khuất. Không có một cái vụ kiện cáo này được, được xảy ra và chúng ta thấy rằng nếu như mà chứng kiến một cái xác chết mà nó lăn ra giữa đường trong một cái chiếc xe tăng như vậy thì hầu như ai cũng rất là bất ngờ. Nghe thấy sợ chứ Mà chở làm sao mà đến nỗi mà chiếc xe để mà cái xác lăn ra như vậy Nếu như những người mà người thân người ta nhìn người ta sẽ cảm thấy đau, đau lòng Nhưng mà gia đình này thì họ đã chấp nhận cái lời xin lỗi đó thì thấy là cũng được Trong thời gian qua chúng ta thấy sao có nhiều cái bản tin liên quan đến việc những nhà quàng Có những nhà quàng thì đã gọi họ gọi là uh, abuse những cái xác chết đó 18 cái xác chết ở bên một cái tiểu bang khác ở nhà quàng đó họ đã để cho nó thối rửa lên làm sao vân vân để rồi cái ông chủ nhà quàng cũng bị bắt xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 5 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Thưa quý vị, một người nhân viên của Disneyland ở bên Florida đã bị sa thải với cáo cáo buộc là người nhân viên này đã hắt vào trong cái hệ thống máy tính để mà thay đổi các cái thông tin về thực phẩm trong đó có chứa những cái thực phẩm mà có thể gây dị ứng cho khách hàng đó thì đó là một cái gọi là một cái tội rất là nghiêm trọng. Thì cái sự việc này nó cũng là một cái để cho những người mà thuê mướn nhân viên hoặc là giữ chủ và nhân viên có nhiều cái cách mà người ta phải suy nghĩ. Thì người nhân viên này làm việc ở Disney World ở bên Orange County ở Florida. Ở bên Florida cũng có Orange County nữa, nơi mà Disney World đặt ở đó. Thì bên đó họ, cái cái anh chàng này á, tên là Michael Shearer. Anh ta bị sa thải vào hồi tháng 6 của năm 2024. Lý do mà bị sa thải là bởi vì nói rằng là anh ta có những cái hành vi sai trái thôi. Tuy nhiên mà khi sa thải anh thì đó gây ra một những cái chuyện mà tranh cãi không có được thuận thảo giữa bên công ty Disney và với lại cái người nhân viên này. Ký lúc mà làm việc cho uh, Disney World á, thì anh uh, Michael này anh làm cái công việc là quản lý sản xuất thực đơn, tức là anh ta chịu trách nhiệm ở trong đó có nhiều nhà hàng, anh là cái người sẽ lên giống như là cái thực đơn cho mỗi một ngày như vậy, xong rồi sẽ đưa cái cái danh mục thực đơn đó xuống cho các cái nhà hàng rồi họ sẽ làm. Và khi mà lên cái thực đơn mà đối với lại Disney World thì quý vị biết mỗi một ngày như vậy có bao nhiêu ngàn du khách tới thì trên những cái thực đơn đó họ sẽ ghi những cái thành phần sản phẩm cái cái món ăn đó là có gây dị ứng hay không, đặc biệt ví dụ như là đối với đậu phộng, có những thực khách họ không thể nào họ ăn đậu phộng hoặc là những cái chất gì đó thì họ phải ghi ra là cái này là không có chứa những cái chất đó có thể hoặc là món này là có chứa cái đó thì những ai bị dị ứng là nên tránh thì anh này anh phải làm những cái nhiệm vụ đó. Thì khi mà anh bị sa thải vào tháng 6 đó thì không hiểu lý do gì mà anh này ảnh vẫn tiếp tục cập nhật vào được từ cái trên cái cái gọi là những cái thiết bị cá nhân của anh ta trên cell phone hay những cái thiết bị khác thì anh ta vẫn cập nhật được vào trong cái hệ thống đó và anh ta thay đổi tùm lum tùm la ở trong cái menu đó À, theo như cái cáo buộc nói rằng anh ta không phải thay đổi cái cái món không anh ta thay đổi cả giá nữa rồi anh ta chêm vào đó những cái lời rất là tục tiểu thì những người mà người ta nhận được cái đó à, khi mà cái công ty nhận được thì đưa ra họ đâu có biết nó là như thế nào rồi chưa kể bây giờ cái thực đơn á, người, người ta coi ở trên mình vô mình chỉ scan cái barcode thôi rồi mình coi ở trên phone chứ không phải là cầm tờ giấy nữa thì những, có những cái người ta không có kiểm soát nổi thì anh này ảnh thâm nhập vào hết thì anh ta làm thay đổi như vậy, rồi anh ta thay đổi ví dụ như à, theo đơn kiện nói rằng là có những cái món ăn á đúng lý ra là phải cảnh báo cho người ta biết là đây là món ăn dị ứng thì bây giờ anh ta sửa lại đây là món ăn an toàn cho người bị như vậy. Thì cáo buộc nếu nói rằng nếu như mà người thực cách đó lỡ ăn mà có thể là gây ra tử vong. Thì bây giờ cái chuyện đưa đến là họ kiện như vậy thì vào ngày 23 tháng 9 thì bên các đặc vụ liên bang đã đến khám xét của nhà anh này thì họ giữ rất là nhiều máy tính cá nhân của anh mà trong khi anh Michael này thì anh nói là anh không có làm gì sai hết trơn á cái này là bên Disney đã gài bẫy anh ta rồi có những cái lo lắng của anh ta về cái chuyện mà Disney đã cho anh ta nghĩ sai trái mà Disney lại không có trả lời những cái câu hỏi tại phía bên luật sư của anh michael này thì nói rằng là đây là một cái câu chuyện của thân chủ tôi rất là đặc biệt tôi sẽ phải kể cái câu chuyện đó ra thân chủ tôi bị cho nghĩ chẳng qua là bị một cái khuyết tật mà cái khuyết tật đó là gì thì ông luật sư này chưa có nói nhưng mà anh ta có một cái khuyết tật nhưng mà đồng thời disney cũng không có trả lời tất cả những cái câu hỏi của thân chủ tôi về cái chuyện là Tại sao mà lại cho nghỉ, cho nên là cái người nhân viên này cũng đã nộp cái hồ sơ, cái đơn kiện lên trên Ủy ban bảo vệ người lao động của tiểu bang Florida đó để mà kiện lại công ty Disney. Thì chưa biết là cái vụ kiện cáo này nó như thế nào mà bên uh, um, khi mà người ta đưa tin tức á, vào ngày thứ tư người ta phỏng vấn cả hai bên thì không bên nào trả lời hết. Chỉ biết rằng là cái chuyện mà cái hệ thống máy tính đó là mà làm sao một nhân viên cũ đã làm việc rồi mà có thể thâm nhập vào để sửa đổi thì đó cũng là một cái điều cần phải rất là cẩn thận. Kính thưa quý vị, một người đàn ông tên là Travis John Branson ở Kusik. Người đàn ông này, thưa quý vị, là một cái người đàn ông sinh sống ở tiểu bang Washington là giám sát bảo trì cho một cái bộ lạc người Mỹ bản địa ở Hoa Kỳ. Đó là bộ lạc Kalispell ở Washington. Cái người đàn ông này vừa mới bị cáo buộc là đã giết chết ít nhất là 118 con đại bàng đầu trắng trong một cái đường dây buôn bán động vật hoang dã và hoạt động tại khu bảo tồn của người Mỹ bản địa ở Montana. Cái người đàn ông này chắc chắn là phải đối mặt với cái bản án uh, rất là cao và ngày thứ năm vừa qua thì uh, thẩm phán cũng như là tòa án ở quận Washington người ta cũng đã đưa ra cái bản án ít nhất là 5 năm tù đối với cái người đàn ông này và phải bồi thường cái thiệt hại lên đến hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Cái sự việc nó xảy ra như thế nào thưa quý vị? Ờ, các công tố viên cho biết rằng á, cái bị cáo mà Branson này á, và những cái người khác trong cái đường dây này đã giết chết ít nhất là 118 con đại bàng đầu trắng. Đây là một trong những cái loài đại bàng mà gọi là nó signature của người Mỹ. Rồi 107 con diều hâu và tổng cộng hơn 3.600 con chim cái đó là mới là những cái thống kê ban đầu thôi, chưa biết là những cái thống kê mà về sau nữa thì nó sẽ lên đến con con số những cái con chim bị giết nó lên đến con số như thế nào nữa. Hiện nay thì uh, những cái công tố viên này người ta đưa ra cái lời cáo buộc là Branson thường xuyên bắn chết ít nhất là chín con đại bàng trong cùng một lúc, có nghĩa là trong cùng một lúc đó người đàn ông này có thể bắn chết chín con, rồi ông không chỉ giết đại bàng mà còn chặt những cái con đại bàng này ra thành từng mảnh một đuôi riêng, chân riêng, cánh riêng, đầu riêng để mà kiếm lời, để bán kiếm lời trong những cái vụ là buôn bán lông và những cái bộ phận cơ phần khác của những cái con đại bàng này trên cái thị trường chợ đen. Khai thác nhu cầu rất là cao trong số những các thành viên của bộ lạc này để sử dụng trong những cái cuộc họp và các nghi lễ của những cái bộ lạc liên quan của người Mỹ bản địa ở trong cái khu vực ở tiểu bang Washington. Cái hoạt động này thưa quý vị nó đã kéo dài rất là nhiều năm qua và đây là một trong những cái khu bảo tồn Uh, của người da đỏ đó là người Flathead. Đây là một trong những cái nơi mà người ta sử dụng những cái lông chim rất là nhiều cho những cái nghi lễ tập tục của bộ lạc này. Và Travis John Branson đã nhận tội vào tháng 3 vừa qua âm mưu và buôn bán động vật hoang dã và mới vừa được ra đưa ra xét xử vào ngày hôm qua tức là ngày thứ năm. Hiện có một cái tên nữa cũng trong cái đường dây này uh, tên là Simon Paul uh, cũng đang sinh sống ở Montana cũng đang lẩn trốn và cũng phải đối mặt với những cái án tù liên quan hiện đây thì cảnh sát người ta đang điều tra và đang tìm kiếm cái tên thứ hai, thứ thứ hai này thưa quý vị à, trong nhiều năm qua thì à, người ta nói rằng cái tình trạng mà buôn bán săn cái đại bàng con đại bàng đầu trắng cũng như một vài cái con diều hâu là những cái con rất là quý hiếm của Hoa Kỳ đang được bảo vệ rất là à, sát sao thì cái chuyện mà cái người đàn ông này bắn những cái con đại bàng này phải chịu cái án tù gọi là rất là nghiêm trọng đặc biệt và phải bồi thường hơn 750.000 Mỹ Kim. À, và công tố viên người ta cũng nói là cái mức bồi thường phải là 5.000 Mỹ Kim cho mỗi con đại bàng bị giết. 1.750 Mỹ Kim cho mỗi con diều hâu và ít nhất là 1.000 Mỹ Kim cho những cái con chim khác. Thành ra nếu mà cộng dồn lại thì em nghĩ rằng là không có thể nào mà người đàn ông này có đủ tiền để mà để trả tiền, để mà đóng tiền tài ngoại cho những cái con chim mà ông đã giết trong cái thời gian qua. Hiện tại thì cái cái vụ án này thưa quý vị nó cũng là một trong những cái vụ án nhấn mạnh cái sự gia dẫn của hoạt động mà buôn bán lông đại bàng bất hợp pháp đang phát triển mạnh mẽ. Dù những cái cơ quan pháp luật trong hơn một cái thập kỷ qua người ta đã cố gắng bảo vệ và có nghĩa là bảo tồn cái loài động vật này trên khắp miền Trung Tây, miền Tây và miền Trung Tây của Hoa Kỳ. À, đại bàng đầu hù khói hay là chúng ta gọi là đại, đại bàng đầu trắng là một trong những cái con đại bàng bị đe dọa nghiêm trọng Ờ, trong suốt thời gian qua bởi vì có những cái loại thuốc trừ sâu nó có thể gây ảnh hưởng đến con này có thể là không thể nào đẻ được hoặc là những cái con chim non vừa đẻ ra có thể là bị chết rồi cái chuyện mà phục hồi những con con đại bàng này trở nên rất là khó khăn quý vị có từng thấy là chúng ta hay thấy là những cái thước phim video người ta gắn cái camera gọi là cái camera hàng ngày để theo dõi cái quá trình ấp nở của đại bàng những con gà bàng ba mẹ nó kết nó kết hợp lại với nhau rồi nó đẻ trứng rồi nó sinh con Nó ấp nở như thế nào đó là những cái thước phim vô cùng quan trọng để mà người ta uh, vực dậy cái tinh thần là bảo vệ cái loài này ở trên khắp cả nước Mỹ, Hoa Kỳ. Và cái chuyện mà bán, buôn bán và giết động vật hoang dã này là đang đáng được lên án. Trong khi đó thì những cái bộ lạc này được chính phủ Hoa Kỳ người ta khuyến khích là có một cái đường dây, cái đường dây này là đường dây của liên bang được chấp nhận khi mà những cái người dân bản địa này trong những cái lễ hội của họ đó, họ có thể ghi danh vào trong những cái cơ quan này để mà xin được cái lông của đại bàng, chân đại bàng, hay đầu đại bàng, những cái con đại bàng đã mất á, thì có thể được cung cấp cho để mà làm trong những cái nghi lễ của địa phương nhưng mà song song đó thì cái số lượng người ta yêu cầu quá nhiều thành ra không đủ nhưng mà quý vị phải ghi danh để mà được cung cấp cái đó trong cái thời gian mà được xét duyệt quý vị giống hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo chờ chờ đợi cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Lido sài gòn tv và phần này là phần cuối thưa quý vị ờ, trong chương trình cà phê sáng thì uh, chúng tôi vẫn hay đưa đến quý vị những thông tin liên quan đến uh, giải phẫu thẩm mỹ hay là làm đẹp cho bản thân của nam và nữ và lê thái vẫn hay thường đưa đến quý vị những thông tin về đất nước thổ nhĩ kỳ là một trong những cái quốc gia hiện nay đang được rất là nhiều người ngay tại những cái quốc gia khác ngay cả ở hoa kỳ À, bút vé máy bay à, đặt trước phòng cho cho mình để mà đến quốc gia thổ nhĩ kỳ làm những cái công việc giống như là sửa mông sửa mũi bơm ngực này nọ bơm mông này nọ rất là nhiều và những cái cái thủ thuật đó những cái phẫu thuật đó à, nó giảm chi phí nó rẻ hơn cái chi phí ở hoa kỳ khá nhiều thành ra nhiều người người ta với cái mức mà chi phí nó rẻ như vậy người ta hay thường đến thổ nhĩ kỳ để mà à, phục vụ trong công việc làm đẹp cho bản thân của mình theo báo cáo ngày hôm qua, thưa quý vị, thì có một sinh viên chuyên ngành về kinh doanh đến từ Pháp. Cái người đàn ông này, thưa quý vị, anh thanh niên này đã phải chịu những cái hậu quả nghiêm trọng về mặt tâm lý cũng như là thể chất do cái người thanh niên này đã đến thổ Nhĩ kỳ để mà cấy rau. Và khi anh cấy những cái rau của mình gọi là cấy quý vị, thưa quý vị, khi mà cấy xong rồi thì anh về cái tình trạng nó càng ngày nó càng tồi tệ hơn và đến chừng mà phát hiện ra thì cái người mà thực hiện cái phẫu thuật cấy râu cho anh đó đó là một bác sĩ giả một bác sĩ giỏm cái người đàn ông đó chỉ là một cái agent real estate thôi một người đàn ông làm địa ốc thôi nhưng mà không biết là tại sao mà lại giả dạng một cái bác sĩ lấy số tiền của anh rất là cao và lại cấy râu cấy tóc cho anh như vậy ở trên quý vị thấy là đấy có mặt anh lúc mà anh mới vừa cấy đó thì cái người thanh niên này đã tự tử sau khi mà đã phải hứng chịu những cái tổn thương về mặt tâm lý và tổn thương về mặt thể chất rất là nhiều. Anh tên là Mathieu Vachia Latour đã đến Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3 vừa qua. Anh này cấy cái, cái rau với giá chi phí là 1.400 Mỹ Kim, rẻ hơn rất là nhiều so với cái giá mà hiện nay trên thị trường. Giá thị trường hiện nay thiếu vào một cái cấy một cái hàm rau giống như anh như vậy thưa quý vị, thì là nếu mà giá quen á từ 5.000 Mỹ Kim ít nhất hoặc là đến 10 000 cho đến 15 ngàn, ngàn mỹ kim tùy theo cái kích thước cái mặt của mình và cái độ cấy của mình, cái phần độ đậm rau của mình như thế nào. thì anh tới đó anh cấy cái bộ rau của mình với giá là 1.400 mỹ kim chỉ bằng một phần nhỏ chi phí ở Pháp khi mà anh nếu như mà anh làm ở Pháp à, và mặc dù cái phòng khám này thì có chứng nhận chính xác về bộ y tế của thổ nhĩ kỳ nhưng cuối cùng thì cái quy trình này đã được thực hiện bởi một cái người đàn ông à, bán địa ốc thưa quý vị và không biết lý do tại sao mà cái người đàn ông này lại đóng giả bác sĩ phẫu thuật và kết quả thật thảm khốc sau khi mà à, điều à, anh làm lên ở trên cái má rau của anh rồi, anh về thì tự nhiên bị bỏng hết trên cái khuôn mặt, cứ khuôn mặt tự nhiên cảm giác là nó nóng rát giống như là bị một cái gì đó nghịch nó tạt nước sôi lên trên như vậy. Thì anh bị đau dữ dội và rất là khó điều trị. Sau đó thì anh lại phải quay trở lại bệnh viện để mà cho những cái bác sĩ thăm khám. Thì khi mà đến thăm khám thì bác sĩ những cái bệnh viện chuyên về về cái rau anh ở Pháp người ta nói rằng là cái bộ rau của anh á là hoàn toàn là làm sai cái quy trình, làm sai cái kỹ thuật. Và về nhà thì ba của anh, ba của anh thua này, ông nói rằng, ông nói sao nhìn cái bộ bộ râu của con giống như là những cái lông của con nhím vậy. Nó chỉ ra như vậy và nó không có đồng đều, khiến cho người đàn ông này bị mắc chứng là rối loạn lo âu và trở nên trầm cảm trong suốt thời gian. Cộng với những cái nhổ, người lỗ chân lông ở trên cái da của anh nó bắt đầu nó bị tổn thương, nó bị nhiễm trùng và anh cảm giác anh tuyệt vọng sâu sắc gọi là tuyệt vọng khủng khiếp khi mà vừa bị dè biểu vừa bị chê bai vừa lo lắng không biết là tương lai của cái bộ đau mình như thế nào và cái làn da của mình như thế nào thì cái người thanh niên này đã quyết định là phải quyên uh, sinh anh không biết là lý do tại sao mà anh lại tự tử như anh quyết định đó như vậy và cái ca khẩu phẫu thuật này nó không thành công anh đã đến bệnh viện anh làm rất là nhiều lần tháng 9 của ngày 16 tháng 9 anh cũng đã đến cái cái bệnh viện để mà làm xong rồi sau tháng 10 vừa rồi anh cũng đến bệnh viện anh làm nhưng bác sĩ nói là cái cái ca phẫu thuật này hoàn toàn là bị hư rồi không thể nào chữa được và cái râu của anh có thể là sẽ bị tổn thương rất là uh, dài cũng mặt của anh sẽ bị tổn thương rất là lâu khi mà anh bị những cái vòi cái vết mà nó bỏng như vậy ở trên mặt nó gây ra nhiễm trùng ở những cái lỗ chân lông như vậy và anh đã quyết định là quyên sinh ở cái tuổi tuổi rất là còn trẻ chỉ mới 25 tuổi thôi tại ký túc xá của mình ở Paris. Và đây là một cái tin không vui khi mà chúng ta nhờ những cái phẫu thuật hay là can thiệp về cái uh, nhan sắc về thẩm mỹ đó thưa quý vị thì chắc chắn rằng chúng ta phải để ý đến những cái cơ sở những cái bệnh viện uy tín để mà chúng ta đặt làm. Đừng vì ham giá rẻ mà có thể là giao cái sắc đẹp của mình, giao cái tính mạng cho mình cho một cái người mà chúng ta không biết rõ là có phải là bác sĩ hay không hay là người giả mạo hoặc là những cái bác sĩ mà tay nghề thấp hoặc là không có chuyên môn hoặc là không cẩn thận trong vấn đề mà người ta làm y tế đó có thể gây nên nhiễm trùng và gây nên tiền mất tật mang như thế này. Và anh này là không phải là tiền mất tật mang thú vị mà là anh đã nguyên sinh và mất luôn tính mạng luôn. Nhưng mà chỉ vì cái đó mà đi tự tử thì cũng hơi tiếc, hơi có tiếc nghĩa tiếc là mình. tinh thần anh này cũng hơi bị yếu yếu đuối nha. có vấn đề mà tội nghiệp. À, nhiều người có cái câu là trời xanh sao để vậy. Nhưng mà nhiều người thì oh, cũng phải nhờ đến hôm trước Ngọc Lan có đưa tin đó, uh, sửa đổi thẩm mỹ, sửa đổi uh, phong thủy, sửa đổi phong thủy, uh, chân mày mũi rồi phải, phải theo phong thủy, phải bơm lên, nâng lên nhưng mà cũng không đi đúng nơi, đúng chỗ. Thì những cái đó phải là bác sĩ mới có thể làm được Chứ đến những cái cơ sở Mà không phải có bác sĩ chuyên môn làm Thay vì chỉ là xăm chân mài thôi Bây giờ đến rồi nghe lời người ta à, Dụ dỗ là chân mài mà Muốn là làm ăn tốt thì phải nâng chỗ này lên Phải cần phải bơm cái hốc mắt này lên Làm tùm lum mà cuối cùng Rồi bị dị ứng rồi hoặc là bị biến dạng Vân vân thì rất là tội nghiệp Nhất là cái gương mặt là gọi là gì Mặt tiền nha Nên mặt quan đi. trọng lắm quý vị ơi à, Thưa quý vị nhiều nhà nhiều người mua nhà cho thuê Airbnb nhưng mà đa phần á ok chuyện làm ăn bình thường không sao nhưng mà có những chủ nhà gặp phải tình cảnh giống như là cái cô này ở bên nhà ở Colorado thì chắc là rất là khủng khiếp chủ nhà này tên là Karen Mathis cô nói phải đối diện với chuyện cô phải bỏ ra ít nhất là 16.000 đô la để mà sửa sang lại căn nhà sau khi cho một người khách đến ở nhưng mà nó là một người nhưng mà sau đó cái tên này chắc là lúc mà đi rồi đó thì những người khác nói nó có thể hắn là thành viên của băng đảng nó kéo theo rất là nhiều người tới cô nói cô bước vào thì hỡi ôi là bởi vì á rác rưới là không nói rồi bây giờ đến những cái vỏ kẹo chewing uh, gum nó dán ở trên tường nó chay ở dưới, uh, ở dưới nệm rồi đủ thứ những cái vấn đề mà cô nói là cô bước vào thì cô cô thấy là kinh khủng quá ở trong phòng này nơi này kêu là cấm hút thuốc thì vào đó là mùi thuốc lá là đầy hết rồi tường thì bị dơ bị rồi thảm cũng bị dơ mà cái quan trọng nhất là kẹo cái 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 bã kẹo cao su kẹo sô cô la mà trây dưới thảm mà chét trên tường thì cái đó thì quý vị tưởng tượng là nó sẽ như thế nào rồi cô nói rằng là cô ngoài cái chuyện mà cô phải ngưng không cho thuê một thời gian để sửa chữa rồi cộng với lại cái chuyện sửa chữa thì ước tính ít nhất cũng lên đến là 16.000 đô la nó nhìn cảnh tượng này cô không thể nào mà hiểu được hết mà đây là những cái kẻ nói là thành viên của băng đảng rồi những người hàng xóm cho cô biết đó là trước khi mà cái tuổi này rút đi là họ có nghe tiếng súng nữa ở Colorado thì bây giờ phải làm sao với cái chuyện này cô nói là cô cũng có khiếu nại với lại bên Airbnb hy vọng rằng là bên cái công ty tổng cái công ty này họ có bồi thường gì cho cô hay không có chia sẻ cái chuyện mà tài sản bị hư hỏng quá nặng nề này với cô hay không thì cái chuyện đó chưa biết thì những nếu mà những ai mà có làm nhà cho thuê Airbnb thì trong trường hợp này thì có thể là có cái câu trả lời chính xác của ngọc lan Thì ngọc lan không có biết cái vụ này là nhà mình cho thuê qua Airbnb thì bên cái công ty Airbnb nó có có chịu trách nhiệm trong những cái trường hợp như thế này hay không mà chỉ thấy rằng là quá là mạo hiểm. Nếu mà nhà mình cho thuê bình thường nhiều khách đến ở thì không sao nhưng mà rơi vào những cái kẻ mà thuê nhà mà mình bước vô mình thấy ngổn ngang như thế này, nhà vệ sinh rồi cái xin rửa mặt hoặc là bồn nước mà nó làm tanh bành hết thì đúng là dở khóc dở cười bởi vì đã không có cái tiền thu nhập để cho những cái ngày tiếp theo cho mướn mà còn phải bỏ tiền ra để mà sửa sang cái những cái này nữa thì biết bao nhiêu thứ để mà nói. Nên... Cái này là nhiều nhiều người chủ nhà đó, cái này là khách người ta phá nhà nhưng mà nhiều người khách người ta rất là đàng hoàng khi người ta đi ra khỏi nhà rồi ừ. lại bị chủ chặt những cái tiền không đáng mà người ta không phá hư nữa. Có Đúng. những cái trường hợp như vậy. Ờ, cho nên là đi đi thuê nhà thật sự Ngọc Lan vẫn đi khi mà trong những cái chuyến công tác vẫn thích là ở khách sạn hơn là ở airbnb tại vì ở airbnb xong á nhiều cái khoản tiền á mình không biết là nó nó nhiều lắm nó lĩnh nhỉnh lĩnh nhỉnh không hiểu tại sao mà họ tính chuyện này chuyện kia thì đó cũng là làm lý do người ta ngần ngại nhưng mà nếu đi theo kiểu mà gia đình mà đông người á thì ở nguyên một cái căn nhà Airbnb có thể là nó sẽ lợi hơn. Dạ, dạ. Cảm ơn Lê Thái đã đến với chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Và sau Cà Phê Sáng sẽ là chương trình Thời sự Thế giới. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi tất cả các chương trình thường lệ của đài. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng của tuần ngày mai.